Thưa quý vị, nhà văn Vũ Trọng Phụng là một cây bút đặc biệt trong thế hệ đầu nguồn. Ông không dùng ngòi bút để chống lại một thành phần, một giai cấp, cũng không trực tiếp chỉ trích sự mục nát thối rữa của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị thực dân, mà ông mô tả sự tha hóa của con người trên toàn diện xã hội, dưới chiều sâu, qua nhiều tầng lớp, nhiều hạng người. Tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng chính là hướng tới sự thật trần trụi ở đời. Lục Xì cũng không nằm ngoài những mảng sự thật trần trụi. Đó là một thiên phóng sự của Vũ Trọng Phụng xuất bản năm 1937, vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một phúc đường chuyên chữa bệnh hoa liễu cho Gái Điếm, qua đó phơi bày thực trạng nạn mại dâm ở đất Hà Thành dưới thời Pháp thuộc, nhằm phản ánh bản chất, những quan điểm, những công cụ quản lý gái mại dâm của nhà nước thực dân. VTC Now xin hân hạnh gửi tới các bạn tác phẩm Lục Xì của nhà văn Vũ Trọng Phụng, được thể hiện bởi giọng đọc Khởi Nguyên. Phần thứ 5. Cuộc đi bộ trong nhà Lục Xì. Cái cửa nhà Lục Xì vậy là đã mở thật. Cái cửa ấy lại mở một cách rất dễ dàng, rộng rãi cho đủ một số đông người lọt vào. Công niệm thần chú trong chuyện anh chàng Alibaba ấy là cuộc đi thăm nhà phúc đường của ông lão nông đại sứ của chính phủ bình dân Goldad. Ngay ngày hôm trước, người ta vất vả sửa soạn, cải cách, chữa chạy, thay đổi một sự trong Diepenstein để ông Goldad biết công việc của một cơ quan bài trừ bệnh hoa liễu và kiểm soát nghề mãi dâm vừa mới tiến bộ ra sao. Xong rồi thì người ta mới nghĩ đến báo giới, những tay phóng viên, nhà báo, tin chó chết và lá cải. Không phải muốn phiền nhiễu ông Đốc Lý lúc nào cũng được. Nếu ông Đốc Lý không thấy có lợi gì thì trong khi bị làm phiền. Trước kia đối với dân chúng, nhà Lục Xì của thành phố là một nơi ngục tù ghê gớm. Trong đó có bao nhiêu là sự hành hạ, bao nhiêu sự lạm quyền, bao nhiêu sự độc ác của nhà nước. Đối với những sự khuyết điểm, nhưng mà thành phố vừa bỏ ra một số tiền to để bổ khuyết cho những sự đáng phàn nàn ấy, thì bọn làm báo chúng tôi được mời đến chứng kiến để rồi đem cái tin mừng ấy loan báo cho dân chúng hay là cho gái mãi dâm. Lần đầu tiên ở xứ này, cái quyền thứ tư được cái quyền hành chính mơn trớn một tí tẹo. Hôm nay 28 tháng Chạp năm Bính Tý, bọn phóng viên hai người của tờ Việt Báo, một người của tờ Đông Pháp và tôi đã vào đợi trong sân nhà Lục Xì. Ông Đốc Lý lúc ấy còn làm hướng đạo cho các bà quý quan như bà thống soái Bure, một vài bà khác nữa lúc ấy cũng đang đi thăm các gian phòng bên trong thành phố Hà Nội, đã đánh điện thoại mời khắp mặt làng báo Hà Thành. Vậy mà chỉ có bốn chúng tôi có mặt tại đây. Những bạn khác có lẽ đã về quê sửa soạn ăn Tết. Lúc chúng tôi đợi bác sĩ George trong sân nhà Lục Xì, một viên y sĩ gọi điện thoại để mời báo Trung Bắc, báo Ngày Nay. Một viên cảnh sát Tây rất ngạc nhiên khi thấy báo giới trong phúc đường, vừa cười vừa hỏi tôi đùa cợt: các ông là nhà báo cả, thế những con vịt nào vậy? Thôi đi, để các ông lại đi kể những chuyện tam toạng, còn ông Mars thanh tra đạo cảnh binh sướng kỹ thì cứ có vẻ đắc chí, vừa chỉ trỏ các luống hoa tươi tốt đường nô đùa với những hạt mưa xuân. Những luống hoa nó làm cho nhà Lục Xì có vẻ như một biệt thự. Vừa hỏi chúng tôi: các ông thử nhìn xem, ở đây có vẻ của một nhà tù không? Thế này mà cứ gọi là nhà tù. Phía ngoài, ngay chỗ cửa ra vào, độ chừng 13 bà mụ giàu đương chuyện trò ầm ĩ xung quanh người gác cửa. Quần lĩnh đen, áo bông the hoặc áo bông sa tanh đen, cả khăn tua cũng đen. Có điều đáng để ý nhất là bà nào cũng béo nục béo nạc. Họ đến để lĩnh con gái về ăn Tết, vì năm nay nhà Lục Xì đã ban một cái đặc ân cho gái có giấy là cho họ ra ngoài ăn Tết. Mặc lòng bệnh họ chưa khỏi hẳn, cứ trông đến thái độ khép nép rất có lễ độ, luôn luôn sợ hãi của họ và cái màu đen nghiêm trang đứng đắn của y phục họ, người không biết dám chắc không ai tưởng họ làm cái nghề ghê gớm là nghề chủ nhà thổ. Phần nhiều mộc mạc, không phấn sáp loè loẹt, lại bệ vệ ở chỗ người nào cũng béo, trông họ có vẻ đài các già phết của các bậc mệnh phụ,
hoặc ít ra của những bà mẹ hiền, của những gia đình trưởng giả và bảo thủ, có thể biểu hiện cho cái thế hệ chưa tân thời ở xã hội ta. Nghĩ thế, rồi thì ta cũng muốn vỗ tay reo vạn tuế cụ Nguyễn Du, nhác trông lơn lợt màu da. Chỉ với một tí thế thôi, họ cũng vẫn đủ sự tố cáo họ là một mụ giàu, chứ chẳng cần nói rằng ta lại gặp họ trong sân nhà Lục Sỉ. Sau khi tiễn các quý phu nhân ra khỏi cổng rồi, ông Đốc Lý quay lại và tiếp chúng tôi. Ông Đốc Lý Vigisti, một quan cai trị bị coi là ít cảm tình với dân Nam hơn hết vì dự án thuế cư trú, vân vân, chỉ là một nạn nhân của cái điều ước Paternot năm 1884. Lúc nào cũng cái điều ước ấy. Nó chia ra ngân sách Bắc Kỳ thuộc quỹ bảo hộ và ngân sách thành phố Hà Nội thuộc quỹ thuộc địa, nghĩa là một nước Nam chia ra làm hai, hầu như quốc tính khác hẳn nhau. Thật vậy, tôi tưởng ông Vigiti chính là người tốt nữa, vì tôi không sợ mang tiếng gì cả. Các ngài cứ tưởng tượng ra hộ một ông quan to đứng đầu thủ đô Bắc Kỳ, y phục xoành xoàng, áo một màu, quần một màu, cà vạt cũ kỹ, đôi giày không đánh kem, mà cử chỉ và ngôn ngữ tỏ ra cái tính nết chăm việc, giản dị, nét mặt sắc sảo thuần hóa, có một vẻ bình dị 100%. Thật khác hẳn với những ông quan cai trị khác thường hách dịch và chỉ thích được người ta chào là cụ lớn. Trong khi chờ bác sĩ Joyeux, ông nói qua cái ý nghĩa sự nhà nước mời làng báo đến thăm nhà Lục Sỉ và yêu cầu các báo chí từ nay nên làm thế nào cho dân gian đừng hiểu nhầm nhà Lục Sỉ và bọn mãi dâm, đừng có trốn tránh mãi, nên theo một luật lệ của nhà Lục Sỉ thì khỏi phạm tội truyền nhiễm bệnh phong tình trong dân. Chung quanh, ông Đốc Lý và chúng tôi cũng góp vào câu chuyện. Có hai viên y sĩ người mình, ông Mas thanh tra đội con gái và một bà đầm nữ khán hộ mũ có dấu hồng thập tự giữ chức giám thị. Chỗ ấy là phòng giấy, trên tường một cái bảng thống kê to bằng một cái chiếu, trên có cài những mẩu bìa xanh đỏ là danh sách của các chị em ở Thanh Lâu, ở nhà nào, kê rất rõ ràng. Cái bảng ấy nói rõ tình hình y tế của các chị em, số bị bệnh là bao nhiêu, số đi trốn là bao nhiêu. Tôi nhận thấy có một người đã 60 tuổi không thể bán dâm được nữa thì đã được nuôi tại nhà chứa ăn mày ở hàng bột. Phía bên kia là tủ giấy má của gái có giấy, gái đã xé giấy, gái lậu tại ngoại. Phong vũ biểu và thời khắc biểu của nghề mãi dâm. Cái viện bảo tàng, những điều ô uế, những sự khốn nạn mà lão thần Bạch Nghi đã gây ra cho bọn dân đóng thuế chúng ta phải gánh vác mọi phí tổn. Một chậu thủy tiên để cạnh hòm điện thoại, bảo cho người yếm thế biết rằng ở bên ngoài vẫn cứ là cuộc đời. Cái cuộc đời với ngày xuân vui, với bao nhiêu sự ăn năn nói dối của nó, như thường. Độ 4 giờ chiều thì bác sĩ Joyeux đến, với cặp kính trắng bác học, với đôi ghế tiểu vin phong tình. Nó đã làm cho ông ta có một cái vẻ, đó là một ông bác sĩ trong chuyện chớp bóng. Nào, chúng ta cùng đi thăm Phúc Đường. Chúng tôi đi theo quan Đốc Lý và ông giám đốc sở vệ sinh thành phố, có gần đủ nhân viên nhà Lục Sỉ đi theo chúng tôi. Ta rẽ sang trái, đây phòng khám bệnh, tường vôi sạch sẽ, bàn bọc kẽm, khăn mặt bông trắng nõn, những chậu rửa mặt bằng sứ, nước men bóng loáng, những cái tủ, cái ghế sơn trắng trông rất vệ sinh. Những cái ấy để phụng sự những cái xác thịt hôi tanh, để đem khang cường đến bọn con gái làm cái nghề mỗi đêm, đem cái khang cường của mình ra bán rẻ đi độ 10 lần. Những con ma men mặt bùng da chỉ, mà da thịt nồng nặc như mùi nước hoa rẻ tiền và khó ngửi. Có những cái vú nát nhẽo, những cái đùi hoặc ghẻ ruồi, hoặc hắc là, hoặc điểm lấm tấm những vòng đen, di tích của chủng giang mai. Ta đi thẳng vào trong. Đây, phòng ngủ. Một gian phòng rộng rãi, mà giữa có tường ngăn đôi để có thể kê được 4 dãy bục dài liền nhau. Trên có chiếu cói và gối mây, mà xung quanh từ dưới đất cao đến đầu người, tường thì quét sơn, nó làm cho gian phòng có cái vẻ ảm đạm của một ngục thất.
Người kỹ nữ có thể cất những đồ lặt vặt ở mấy ngăn tủ ngay chỗ đầu giường. Tôi tò mò mở một cánh tủ ra thì thấy một cái chăn dạ đen, một hộp phấn, một cái lược, 200 chỗ nằm. Gian phòng ngăn làm đôi, bằng chấn song sắt như ở chuồng hổ. Là vì đêm đêm bọn gái có giấy, xưa kia vẫn trèo tường sang đánh đập bọn gái lậu. Vì lẽ bọn này buôn bán không có môn bài và cạnh tranh họ một cách bất chính. Bởi vậy không ai ghét nhau bằng bọn người cùng nghề. Và một vài cô gái quê gia tỉnh làm con sen, con đòi, rồi trụy lạc, rồi bị cái xích của thầy đội con gái vào mà nằm trên cái bục này. Đã từng biết oai quyền của một vài chị nhà thổ vừa đánh vừa chửi mình và thét: "Tiên sư cái đổ đĩ giặc, mày có biết chúng bà là ai không? Chúng bà có ba tăng là đĩ nhà nước, do thế chấn song sắt." Nhưng mà ông đốc Lý vội lắm. "Vậy chúng ta sang bên kia." "Đấy, cái sân có mái để nghỉ ngơi những lúc nóng nực, có máy hát và phòng thanh pick-up để các chị lúc nào nhàn hạ thì nghe một khúc ca Lý, bài Anh Khóa, Văn Thiên Trường cho bớt nỗi ưu phiền của Trầm Luân." Qua sân đến một căn buồng nhỏ, chỗ khâu vá, 40 chị em đương đan áo vội đứng cả lên, chân dẫm đất, quần trắng, áo cánh trắng, hoặc áo len, áo di lê, hoặc không. Trông họ, ta chả có một cái mối cảm giác gì cả. Họ không e lệ, không có vẻ khổ sở, vì phải ở nhà lục xì. Đây là chỗ bọn gái ấy học hành chữ nghĩa và khâu vá. Nhà nước mở ra phòng này từ năm 1935 để cho bọn họ có một cái nghề, sau này có ngày mong bước khỏi vòng mãi dâm trăng. Nhiều khi vì bị bắt giam vào lục xì mà lúc được thả ra, một kỹ nữ đã biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Bọn ấy cứ lặng lặng làm việc. Ông đốc Lý đã cất nghĩa xong, ta vào trong kia. Như những lớp học khác, xung quanh lớp là những phòng rửa mặt thuộc hạng đặc biệt xa xỉ phẩm mà nhà nước dùng để cho bọn kỹ nữ học sinh ấy nhân cái thích làm đỏm, biết đến mọi phép vệ sinh. Trên tường có kể những câu cách ngôn khuyên người ta giữ gìn thân thể sạch sẽ. Mấy bức vẽ màu rất to về cơ quan sinh dục đàn ông và đàn bà. Những cái dương vật sứt lở về giang mai. Những cái bẹn có quả xoài ghê gớm. Những cái âm hộ hoặc lành lặn hoặc hôi tanh. Trong trường hợp này, nữ sinh đã là gái thanh lâu thì cố nhiên bà giáo phải là cô khán hộ. Lúc ông đốc Lý và chúng tôi bước vào thì sự học vẫn ngừng lại, vì từ cô giáo đến học trò thấy đều khoanh tay đứng cả lên. Nhưng mà vào những lúc khác, lớp học sẽ vang động bài thơ vệ sinh mà gái nào muốn giật mảnh bằng để thoát khỏi nhà lục xì ắt phải thuộc lầu một bài thơ Tả Chân. Trong đó có những câu này: cầm dương vật tuốt từ mé dưới, tuốt từ trong cho tới lỗ ra, dẫu rằng một tí cũng là, thấy hơi chút mủ thì ta giữ mình. Cái ngụy trạng rành rành ra đấy, phải coi chừng chớ lấy làm chơi. Lại coi dương vật của người, coi xem cóc gậm hay ngoài trơn tru. Bác sĩ Jack, trong khi biếu tôi cuốn sách, lại không quên làm quà cho tôi bài thơ ấy. Cuốn sách Nhà Thương Làm Phúc Chống Bệnh Tình của thành phố. Và cả ông đốc Lý nữa. Người Pháp có ý khoe khoang rằng trong việc bài trừ nạn hoa liễu, bài phong tình ca khúc là một kỳ công đáng tự đắc. Vậy tôi xin các ông đạo đức giả hay là đạo đức không phải đường đừng nhăn mặt nữa, mà hãy để cho tôi làm tròn phận sự của một phóng viên. Và sau cùng, ông đốc Lý dẫn tôi vào sân trong cùng. Sau khi đi qua dãy buồng tắm có hoa sen lối bản xứ, sân trong cùng gọi là vườn rộng, cũng có một nghinh phong đình mà nhà lục xì vừa xây xong mấy tháng nay. Trước kia chỉ đến chỗ buồng tắm là hết. Như vậy gái lục xì không được thở hít thanh khí và bị giam cầm chật hẹp quá. Sau những cuộc điều đình khó khăn với phủ toàn quyền, thành phố chật vật mãi mới thuê được 3.000 thước đất đằng sau viện Quang Tuyến. Bây giờ bọn gái lục xì đã có vườn rộng để tập trồng rau, để giải trí bằng mọi cuộc vui như đánh đu, đánh vòng, đánh quần, tập thể thao và có khi đánh chắn cạ, tuy có là điều cấm trong luật. Cuộc thăm thú gần kết liễu, ông đốc Lý có ý cho chúng tôi chứng kiến một cuộc tuyên thệ long trọng
của mụ giàu và gái có giấy trước thần Bạch Mi. Phải, trong này ông thần ấy mới có miếu, ngày nào cũng hương hoa một lượt. Một y sĩ gọi cho các mụ giàu vào bắt thề là quan trên đã cho chị em ra ngoài ăn Tết mấy ngày thì không được tiếp khách, mà làm tăng bệnh tình chưa khỏi và lại đổ bệnh cho dân. 50 ả đứng xếp hàng dài trước miếu, bọn giàu đứng phía đối diện, người ta trải chiếu ra. Một mụ thỉnh chuông, rồi lần lượt các mụ, các ả vào lễ. Có mụ sau khi lễ thần Bạch Mi lại quay lại vái quan đốc lý tỏ ý tạ ơn. Thấy tôi mỉm cười, ông Vitti vội phân trần: các ông đừng cho rằng nhà nước xui họ mê tín, nhưng mà lợi dụng cái nghề mê tín của họ cho được việc. Thả họ ra mà không bắt họ thề, sợ họ làm liều, lại tham tiền, đổ bệnh cho dân gian. Rồi chúng tôi cáo lui. Thật vậy, nhờ ông Vigetti và ông Joyek, bọn gái bị giam trong lục xì từ nay được đãi một cách có nhân đạo hơn trước nhiều lắm. Nhưng hai ông tưởng rằng cải cách chế độ trong phúc đường làm cho số 5.000 gái đĩ lậu hết hoảng vía mỗi khi nghe thấy hai tiếng lục xì thì đã đủ sai khiến họ sẽ tự ý để vâng chịu mọi luật lệ của phúc đường, thì hai ông cũng lại nhầm to. Người đĩ lậu thuế thì mới được bọn làng chơi trả đắt. Làm thế nào ngăn cho cái số 5.000 đĩ lậu khỏi truyền bệnh trong dân gian? Đến câu này thì ta cần phải nói chuyện với ông Max, thanh tra ban đội con gái. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.